Vâng ạ, xin mời hai bạn trẻ hãy cùng nhau tay trong tay để rồi cùng nhau từ từ tiến lên sân khấu ạ. Vâng ạ, xin mời hai bạn hãy cùng nhau đứng giữa sân khấu này. Dạ vâng, kính thưa thể quý vị thân mến, mà phải nói là nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lồng không phủ kín công cha, tần tảo sớm hôn mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở cuộc đời của con. Dạ vâng, kính thưa thể quý vị thân mến, và ngay giây phút này đây, anh Tiên xin được trân trọng kính mời thân sinh phụ mẫu của cô dâu có bố Hà Văn Nhờ và mẹ Hà Thị Muôn, chúng ta hãy cùng nhau bước lên sân khấu để cùng ra mắt tới toàn thể quý vị quan khách của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lần nữa xin được trân trọng kính mời trên sân khấu của chúng ta đã có đầy đủ cô dâu Minh Phương, chú rể Văn Tâm cũng để tỏ lòng cảm ơn tất cả đại gia đình, chúng ta đã cùng nhau trở về đây chúc phúc cho đôi vợ trẻ Khánh Xu. Xin được trân trọng kính mời cô dâu, chú rể cùng các bác đại diện hai bên gia đình, chúng ta hãy cùng cúi chào tất cả thể đại gia đình chúng ta được không ạ? Xin được trân trọng kính mời ạ. Dạ vâng ạ, kính thưa thể quý vị thân mến, và trên sân khấu của chúng ta đó là sự hiện diện của hai nhân vật chính, đó chính là cô dâu Minh Phương sẽ duyên cùng chú rể Văn Tâm của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin ra mắt tới toàn thể quý vị và quả thật đúng là yêu 21 tháng 9 năm Tân Sửu, MC Anh Tiên là người kết nối chương trình này, xin được trân trọng tuyên bố buổi lễ vu quy của đôi bạn trẻ cô dâu Minh Phương sánh duyên cùng chú rể Văn Tâm xin phép được chính thức bắt đầu. Vâng ạ, mạnh hơn đi ạ. Lắc mạnh lên chú rể ạ. Và ngay giây phút ở đây để chú rể chúng ta sẽ tỏ sức mạnh của chú rể đủ để chăm sóc cô dâu Minh Phương của chú rể, phải không ạ? Dạ vâng ạ, xin mời chú rể hãy khui chiếc nắp tinh rượu champagne ra đi ạ. Mạnh lên chú rể ạ. Mạnh lên tí nữa. Xin mời chú rể Văn Tâm ạ, hãy từ từ dùng chiếc ngón tay cái của mình ạ, hãy khui gẩy chiếc nắp chai rượu champagne thứ nhất lên thân mạnh đi ạ. Và những tràng vỗ tay của quý vị rồi ạ, hãy dành một tràng pháo tay thật to dành cho chú rể Văn Tâm được không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ vâng, kính thưa tập thể quý vị thân mến, và ngay giây phút này đây thì anh Tiên xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của chúng ta hãy cùng nhau tay trong tay rót lên tháp đi rượu tình yêu trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa tập thể quý vị thân mến, em cái chén rượu đầy, anh chịu uống mà lòng ngã say. Nếu em là chén rượu cay, cho anh xin uống để say suốt đời. Xin vâng, kính thưa quý vị thân mến, những giọt rượu đang chảy trên tháp ly rượu của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay đó là những ly rượu của hạnh phúc, ly rượu của tình yêu, và những làn khói trắng lan tỏa trên tháp ly rượu của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay cũng minh chứng rằng kể từ giây phút này đây, đôi vợ chồng trẻ của chúng ta đó chính là cô dâu Minh Phương và chú rể Văn Tâm đã chính thức trở về với mái ấm gia đình rồi, chính thức nên duyên chồng vợ kết nghĩa phu thê trăm năm rồi, phải không ạ? Vâng, kính thưa để duyên đồng thân mến, và vừa rồi toàn thể đại gia đình chúng ta vừa chứng kiến những chai rượu của hạnh phúc, chai rượu của tình yêu sẽ được tôi với đồng trẻ Minh Phương, Văn Tâm cùng nhau chung tay rót để thắp ly tình yêu rồi, phải không ạ? Và ngay giây phút ở đây xin được trân trọng kính mời cô dâu Minh Phương hãy cầm chai rượu thứ hai lên ạ, xin mời ạ. Dạ vâng ạ, xin mời cô dâu hãy xông rượu thật mạnh ạ. Dạ vâng, xin mời chú rể hãy giúp cô dâu đi ạ. Dạ vâng, xin mời chú rể Văn Lâm hãy giúp cô dâu khui chiếc nắp chai rượu champagne ra có được không ạ? Dạ vâng, và ngay giây phút này thì anh kia xin được trân trọng. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Chai tích lại tích bò tích mề, quam chân lang tích lại cái kiên nó bầu, cùng ai liền sẽ lán phút phà, cùng em điền sẽ nằm tết sờ bề nhớ, hậu cò bất kỳ mấy lại cầu ngài ó em xình tẻ na xu mơi, chai đi đồi phù biết mà ứ, mình thường có văn tâm, lại bên cù suốt đồi của văn lươn xìa lầy, phù ó em xình chào, chai đi chi biết chén lầu nòi đừng sò tặng thở sò nho, thở sò ải, sò em, tẻ na bò mè bị nòng ơi, còn nhớ xương mà, ơn tâm bò là, cánh mè là, chi ảo sẵn má nho, ơn tâm mè bánh chi ảo sẵn má nhông, chai đi chi sò sòng quam tặc đều chi sò chúc buồn dương tẻ na bò mè bị nòng ơi, sò chúc hở phờ cò vĩnh an vạn kiếp, nhớ chúc lầy của hai bãi mò lại rong qua biển sào tóc lấp thành bừng mướt sờ trời rồi biển hủy nằm nồi hở lu là hao tắt kiệt lưng an cò gót cánh du để tàng tà đổi phu mép mở bày tặc hở sóng ai sóng êm.
Dạ vâng, rất là thể quý vị thân mến, và ngay giây phút này đây thì anh Tiền xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình của chúng ta sẽ quay sang để chạm chén với nhau để gắn kết tình thông gia hơn một lần nữa. Xin trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin mời hai bên gia đình hãy cùng quay sang để chạm ly với nhau ạ. Xin mời cô dâu chú rể nữa ạ. Tích bò tích mè cứ đi sớm mai bà bà mẹ pin ông ơi à mình nghĩ nó bà mẹ pin ông hâu bà cửa bớt việc bác mẹ pin ông ơi học cán tướng khẩn ê rồi xin mời ta để đại gia đình chúng ta hãy cùng nhau cầm ly rượu, chúng ta hãy cùng nhau đứng dậy được không ạ. Và ngay giây phút ở đây chúng ta có một hành động thật là cao đẹp tuyệt vời nhất để dành tặng cho cô dâu Minh Phương và chú rể Văn Tâm được không ạ? Xin mời các đại gia đình chúng ta đã cầm chén rượu trên tay chưa? Vâng ạ, xin mời anh Tiên hát để nhịp cầu nối cho hai bên gia đình, cô dâu chú rể cũng như toàn thể đại gia đình chúng ta đang ngồi quây quần bên mâm cơm ạ. Xin mời. Dạ vâng ạ, các thể quý vị thân mến và anh Tiên sẽ đến từ 1 đến 3 và toàn thể quý vị quan khách chúng ta cùng 1 2 3 giờ 1 2 3 uống có được không ạ? Được không ạ? Dạ vâng ạ, và anh Tiên sẽ bắt đầu ạ. 1 2 3 dô, 2 3 dô, 2 3 uống, 2 3 cạn, 2 3 hào hàn nơ bò mẹ pì nông nơ. Vâng ạ, xin mời toàn thể đại gia đình chúng ta cũng như chung như con dâu chú rể của các bạn trẻ về gia đình hãy cùng nhau uống cạn ly.